lên tới Long An mua những cái cầu xây. Đây hôm nay anh em mình dựng cái hàng rào. Cái hàng rào này để dựng cái công thép. Nhà này ba thước, ba thước tường rồi mà mấy bước trước dựng nhiều cái thép. Đây là cũng như kêu mình dựng hàng rào. Đó. Bây giờ anh em dựng cái khung được chưa rồi? Cái gì cắt trước xong rồi đưa em quay anh Quý lên YouTube nha. Để tiếp tục quay phải nói chứ, phải tiếp tục nói như là cầm như là ai coi. Trong xưởng này có mấy cái cây mận rất là đá nha, nhưng mà lắm mận này ngọt, không phun thuốc nha, ngọt ít sâu lắm. Đó, qua vòng 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 nè, 4-5 cây mận gì đó, hình như là xưởng ở đây mấy anh em công nhân không có ăn hay sao, để rớt rụng dưới gốc nhiều lắm nha. Đó, rất là đá. Đó, mình đi xung quanh nè, mệt mọc nhiều lắm, mọc trên thân cây luôn. Đó, anh em thấy đá không? Cái sự bơ về làm nội anh với cái sự lớn mày làm nội không nó muốn cậu vô cậu chứ sao ráp mày cái y cao vậy đó, mình làm đồ không có làm căng mấy gì à, nó có mấy đậu cơ nhà đúng rồi. À, dưới đây là có không khí Tết kìa nè, giao cờ này. Bán đồ trang trí lớn lúc này xuống tốt hơn cả một ở trong kia. Hàng này có không khí Tết rồi đó. Đó, anh em mình dựng được một khúc rồi, dựng được 1/3 cái hàng rào rồi. Đó. Đó, quay cho anh em coi. Ở đây có chuối đồ nọ nữa nha, nhiều cây lắm. Anh Quý đang núp vô bóng mát, anh nghỉ chưa, nghỉ giờ lao tí nè, nắng quá nắng. Đó, anh em mình kết thúc công trình rồi. Đó, đã xong hàng rào. Đó, giờ này mà 4:30 chiều mà trời rất là nắng gắt. Đó, anh em mình chuẩn bị là cuốn đồ về. Đó, sau công trình.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.